chủ nhân chi 300 triệu mua 5 con chó Alaska để làm du lịch chui tở Đà Lạt. Nhận thấy khả năng làm ăn được, LDL, 28 tuổi. Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đã chi 300 triệu đồng mua 5 con chó Alaska để đưa ra quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, làm du lịch chui. Sau khi các clip ngược đãi chó Alaska ở thành phố Đà Lạt xuất hiện và lan tỏa, chóng mặt trên mạng xã hội cũng như sự phản ánh của các cơ quan báo chí, chính quyền, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh để xử lý. L đã đầu tư 300 triệu đồng mua 5 con chó Alaska để làm du lịch theo hình ảnh trên mạng xã hội. Công an thành phố Đà Lạt đã xác minh và mời một chủ chó Alaska là LSL nhốt chó ở hẻm Cầu Đúc, phường 10, thành phố Đà Lạt đến làm việc. Tại cơ quan công an, L khai mình đăng ký thường trú tại huyện Đức Trọng, tạm trú tại đường Lê Văn Tám, phường 10 và vào khoảng tháng 5 2024, L đã chi 300 triệu đồng mua 5 con chó Alaska nhằm làm dịch vụ chụp hình chui tại quảng trường Lâm Viên bằng hình thức cho khách du lịch thuê chụp ảnh lấy tiền. Long có thuê một chuồng heo tại hẻm Cầu Đúc để nuôi nhốt chó. Chủ nhân chi 300 triệu mua 5 con chó Alaska để làm du lịch chui tở Đà Lạt đến giữa tháng 7 2024, L mua thêm một con chó Alaska màu nâu đỏ, đặt tên là Bôn với giá 25 triệu đồng và cho chị PTTT, 39 tuổi ngụ phường 9 Đà Lạt, góp 10 triệu đồng để kinh doanh chung. Bà T giao cho con trai là TTQ, 13 tuổi, đang là học sinh, quản lý chó để cho khách chụp ảnh, làm việc trải nghiệm trong thời gian nghỉ hè. Khu vực nhốt chó ngày 20 tháng 7, trong lúc đang giữ chó cho khách du lịch chụp hình tại quảng trường Lâm Viên thì Quy bị con chó Bôn cắn vào tay nên dùng chân đá con chó, rồi đưa chó về nhốt vào chuồng tại hẻm Cầu Đúc, sau đó dùng ống nhựa phi 27, dài khoảng 80cm đánh nhiều cái vào con chó. Đến ngày 1 tháng 8, do Quy không quản lý được chó Alaska này nên L đã trả lại 10 triệu đồng cho bà T và trực tiếp quản lý con chó. Do con chó giữ nên L đang huấn luyện lại, chưa tiếp tục kinh doanh. Tại cơ quan công an, L cũng khai thêm không biết việc Quy đánh chó xảy ra khoảng từ 20-23.7, chỉ khi thấy có người đưa lên mạng thì mới biết. Quy là người đánh chó, hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh để làm rõ và xử lý theo quy định đối với hành vi ngược đãi chó Alaska của những chủ chó, trong đó có Quy xuất hiện trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.